Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và bên em Lợi lại về một cái chiếc Isuzu D-Max đời 2016 màu cam vừa mới về đây. Và em quay mộc luôn cho quý anh chị nhé. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Xe đăng ký tên cá nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Xe số tự động một cầu màu cam. Đấy, với cái tầm tiền mà loanh quanh hơn 300 triệu. Bác nào quan tâm đến cái chiếc xe tự động mà bán tải thì đây, xe cam kết bao zin, không đâm xô tai nạn ngập nước, máy số nguyên bản, lốp một dàn mới thay. Tất cả các cái phần la răng của chiếc xe là trang bị la răng đúc, kính đèn thì đều zin theo xe. Và xe được bác chủ lắp ghế da, màn hình, nắp thêm một thùng cao. Đấy, nắp thùng cao thì tiện dụng cho bác nào mà chở hàng hóa thì rất là hợp lý nhá. Đấy, toàn bộ xe máy dầu 2.2. Và với cái chiếc xe này thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe. Đây, quý anh chị có thể nhìn cái đồng sơn từ trước với sau của chiếc xe, nó khá là đều màu. Đây, xe có một số điểm chảy xước nó rất là bé đây. Thì sau 2 hôm này em Lợi sẽ cho sơn lại cái này và dọn vệ sinh, đánh bóng lại toàn bộ xe. Và xe thì em quay mộc luôn cho quý anh chị khi vừa lấy về, chưa có dọn gì. Đây, bác chủ đang còn giữ nước, đang còn bằng cái nước giếng khoan nên nó có độ vàng này. Đấy. Nhưng mà sau khi em Lợi cho spa đánh bóng lên thì nó khá là đẹp và long lanh đấy. Nhưng mà cái xe này thì rất có hồn, tại vì cái đồng vỏ nhìn thực tế thì nó rất căng và mọng. Đấy. Xe khung gầm Hà Nội thì quá là yên tâm nhá. Quý anh chị nào mà quan tâm cái khung gầm này, đấy, lốp rất dày, lốp sô cua này, gầm Hà Nội không mục ngoặt, không bắn nheo, không bắn cao su non nhá. Đấy. Những chiếc xe vùng biển thì người ta hay bắn, nhưng mà chiếc xe Hà Nội thì quá yên tâm về khung gầm. Lốp của chiếc xe rất là dày đây. Toàn bộ sassi này rất là đẹp. Bật lên xuống tay nắm móc khóa này. Isuzu D-Max thì hiện tại bên em đang có số sàn 2 cầu 16, 17. Số tự động 1 cầu có 2016, 14 nhá. Bác nào mà quan tâm đến các dòng xe bán tải thì kênh em Lợi khá là nhiều để phục vụ quý anh chị nhé. Và sau đây em Lợi sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý anh chị xem. Vâng, và đây là toàn bộ nội thất bên trong của chiếc xe nhá. Từ táp ly, cánh cửa, cột kèo là phần nguyên zin. Và xe được bác chủ trang bị nội thất ghế da rồi. Nguyên bản của chiếc xe này là nỉ nhá. Đây, các cái phần táp ly, cánh cửa này rất là đẹp, nó sơn zin lòng trong này. Bậc lên xuống trải sàn da này, ốc cột này. Đấy, tem mắc cột là zin hết nhá. Nội thất ghế này ra không chảy rách gì, nó bám bẩn thôi. Nói chung là xe thì em quay mộc cho bác nào thích xe mộc đây. Vô lăng hai bên là rất là đẹp nhá. Đấy, hộp số tự động một cầu, màn hình táp ly, cam hành trình này. Đấy, toàn bộ các cái phần nội thất ghế này, trần của chiếc xe là trần thì nguyên bản từ đầu, cột kèo là bao zin. Xe được trang bị gương gập điện này, chỉnh điện này, bàn đạp phanh ga của chiếc xe khá là đẹp. Đấy, chản sàn ra, đấy, ốc cột, tem mắc cột là bao zin và các cái ốc khóa bản lề. Đấy. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào mà có nhu cầu bán xe, lên đời xe, alo em Lợi nhá. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền tổ quốc. Đây, bậc này, cột này, đến tem mắc này, rồi nội thất ghế phía sau này, trần của chiếc xe khá là đẹp. Đây, toàn bộ các cái phần phanh tay, tỉ tay đến bóng khí là nguyên zin. Đấy. Tắp đi cánh cửa đây. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.5 nhá. Đây, toàn bộ khoang bên cánh bên phụ của chiếc xe này, tắp ly, cánh cửa, cột kèo. Đấy. Bật lên xuống hai bên đều rất là đẹp và mới nhá. Và tất cả các gioăng chống ồn này đều không bị chảy rách, và các cái cột kèo, tay nắm móc khóa này đều rất là đẹp. Kính của chiếc xe đều có số 6 theo năm sản xuất của chiếc xe. Đấy. Và tắp ly nỉ là chưa sơn lại.
xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nhé. Đấy, toàn bộ xe năm 2016 thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Đây là toàn bộ ốc cột này, bậc lên xuống này, và các cái ốc tai, ốc bản lề này đều zin, bóng khí hai bên là nguyên bản nhá. Đấy, cột kèo trần nhựa đều rất là đẹp này. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe này. Về động cơ thì bao zin cho quý anh chị nhá. Tất cả các ốc cabo này, đến phanh ABS này, và toàn bộ các cái đầu răng này. Đấy, tem mác của két nước là nguyên zin, và tem mác đầu răng là của nhà máy. Đấy, tất cả rất là nguyên bản nhá. Sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Máy thì cực kỳ đẹp. Đấy, toàn bộ máy bao zin. Đấy, tất cả xe Isuzu thì quý anh chị biết rồi, máy thì đi cực kỳ bền và tiết kiệm nhá. Các cái ốc đầu răng tuyệt nhiên không có tháo gấp và tuyệt nhiên không đâm xô phần đầu. Sau đây em sẽ nổ tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhá. Vâng, và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhá. Máy dầu 2.5 chạy rất là êm. Đấy, còn bộ các cái phần khoang máy động cơ thì sau 2 hôm này em lại sẽ dọn vệ sinh. Nó khá là đẹp cho quý anh chị, quay mộc luôn cho quý anh chị nhá. Không có gì để giấu giếm luôn. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Isuzu D-Max sản xuất năm 2016, số tự động một cầu màu cam, xe tên tư nhân biển Hà Nội. Bác nào mà quan tâm đến cái chiếc xe mà tầm hơn 300 triệu thì liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào và gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất. Và anh chị em nào xem video thì cho em Lợi xin một lượt ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi nhé. Em Lợi xin chào và gặp lại quý vị các bạn.